chơi theo yêu cầu của Thanh. Trời má, dịch con này. Dịch con cu cu te. Ôi rồi, ôi bây giờ vào chết rồi. Rồi đầu tiên máu là gì cào. Rồi hơn 14 điểm. Top rồi. Tôi cả mã đã cứu tôi nhưng mà địch mẹ mà sắp chết rồi. Ơi, đéo vào. Đéo vào được. Đứng lại. Chít chà mày. Chít đi. Khó chịu quá. Ôi ôi. Rồi ok chơi rồi. Cố nhìn, cố nhìn. Đủ má Thanh xem clip thì cứ tua được tấm khoảng gần đầu ấy, sau khi vừa chuyển văn mới ấy. Nhìn mà con lũ đạn ấy. Hãm vãi lồn luôn. Giống như mặt ông Phương. Vừa chơi có bom sau biến ngay zom rồi này. Rồi. À. Con lục này lâu lắm mà không chơi. Hồi xưa đi cao cũng thích con này. Hai Rika đang ở nét hả? Đúng rồi. Trời trụ. Ui giời ơi. Bị bệnh. Anh có thể là cao nhưng mà đéo đủ cao là anh có thể với chỗ em. Rồi. Hai con. Có đơn giản. Cảm giác. Cảm giác mình cao 1m7 mà mình đi ra đường thì nó sẽ thế nào ta? Nó bình thường thôi, nó không có gì đặc biệt lắm. Giờ là bao nhiêu đứa 1m5 nó phải ngước lên nó nhìn mình giống như mình là kiểu ngôi sao thôi đi. Mẹ thích vậy luôn. Bình thường mà. Nó không cao lắm để cho bọn nó ra nó phải ngước nhìn đâu. Nhưng mà nếu mà tính là đi cao hơn Thanh 20cm là Thanh phải ngước con mẹ nó cổ lên nhìn luôn á, thật sự. kiểu Ủa à tham. Piston police. Úi giời ơi. Thank you. Yeah, rồi. Rồi đáp quả vịt đấy. Tính 300 máu. Trời ơi. Chết. Ô không chết kìa. Ủa thật xong rồi. Không chết thì tao lại nhảy vào đây. Nó giả cơ. Đơn giản mà. Lại chui vào. Rồi. Nó cũng gọi là game dễ. Tí Thanh xem lại ấy. Thì tại cảm giác vâng. Vâng. Nó sẽ hiểu. Nghe cái chơi Thanh muốn coi được. Kiểu muốn ngồi gần được coi. Chuẩn bị được coi rồi. Vừa xong rồi. Tiếc Rika không có cam để sâu tay nhỉ. Nếu mà vừa quay vừa sâu cam được thì cái tay dài dài. Hãm vỡ. Hãm bị chồng vỡ. Địt. Làm chờ chú quỷ luôn ạ. Vừa chơi có bom xong. Mồm thằng nào vừa bảo là Bunny học rồi gặp shotgun là tắt điện nhỉ? Này tắt điện. Chị gái Thanh vừa cãi nhau với Thanh. Về họ cái quá. Vụ bà nói sinh nhật Thanh là 30 tháng 4 chứ đéo phải 1 tháng 4. Cái gì? Theo anh là cũng xong rồi. Xong rồi vừa hôn vừa chạy ra hỏi ba. Ba bảo là 1 tháng 4 xong quả với kiểu happy birthday kiểu. Gọi là cú lừa cái sinh nhật luôn. Rồi đợi Thanh xíu.
Nói Dạ. chứ làm cái chuyện. Dạ. Dạ. Trời ơi. Bye bye. Ai bài. Lại tắt rồi. Hi hi, tí nữa khôn được mà. Tí có lại bảo ý cả đấy. Vâng. Nhanh lên. Sao phải chạy được. Lên lên. Chết rồi chết. Rồi sao. Combo VIP luôn. À, mất cái thanh rồi. Ôi, không chết. Ôi, chết rồi. Hello. Hello. À đây rồi. Chạy đâu? Đi con mẹ mày. À. Một tiếng lao thì. Không đây. Ôi giời. Dễ gì? Dễ gì? Vào. Ôi tôi xong rồi rồi. Dựng dơ luôn. Đi. Ui giời, ôi ông tốp. Ông vụt. Thạp cái bán tao bằng. Bom một tay. Sổ. Nhìn dễ quá rồi đi. Ui dồi ôi. Còn một ST ông cũng vả. Cái bảo AD 6. Ui. Ôi. Oh.